Thưa quý vị, tính chung trong quý 1 năm 2023, tổng lượt khách cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ ước đạt 1.424,3 lượt, tăng 365,5% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú cũng tăng 73,5% so với cùng kỳ. Với sự tăng trưởng như trên, sẽ tạo đà cho du lịch Đà Nẵng tiếp tục thu hút khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, khi người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Xác định đây sẽ là thời điểm vàng, các cơ sở lưu trú và khu điểm du lịch trên địa bàn đã và đang chuẩn bị nguồn lực, cơ sở vật chất để đón phục vụ khách. Mới đây, khách sạn Wing Đà Nẵng Riverside nằm trên đường Trần Hưng Đạo đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Khách sạn có tổng cộng 357 phòng nghỉ, trong đó có 70 căn hộ dịch vụ Wing Suite. Đặc biệt, khách sạn còn mang đến trải nghiệm lưu trú 4.0 cho du khách. Theo Sở Du lịch, việc đưa vào hoạt động khách sạn sẽ bổ sung thêm sản phẩm lưu trú chất lượng cao cho điểm đến Đà Nẵng, mang đến thương hiệu khách sạn quốc tế sang trọng tầm trung ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Khách sạn này là một dự án phức hợp độc đáo ở thành phố với tầm nhìn đẹp, lối kiến trúc độc đáo. Nơi đây có thể giúp tối đa hóa trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, khách sạn cũng cung cấp căn hộ dịch vụ phù hợp cho các gia đình, khách công tác ở Đà Nẵng trong thời gian dài hoặc nhóm bạn bè. Tôi tin tưởng rằng với sự khác biệt nổi bật như trên, khách sạn sẽ đủ điều kiện để thu hút khách, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế du lịch của thành phố. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có gần 1.300 cơ sở lưu trú du lịch với gần 46.000 phòng. Hiện nay, số lượng cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại chiếm khoảng gần 70%, trong đó nhiều cơ sở lưu trú du lịch với hơn hàng ngàn phòng mới được đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó có 16 khu điểm du lịch và 24 tàu du lịch. Điều này sẽ góp phần đáp ứng phục vụ tốt du khách tham quan, vui chơi và lưu trú tại thành phố trong dịp lễ cũng như trong mùa du lịch cao điểm. Năm 2023 là đã quá là ổn định trong ngành dịch vụ rồi, cho nên là ngoài cái việc mà tích cực đào tạo training một lượng nhân viên cố định thì bên khách sạn cũng có một lượng thực tập sinh từ các trường đại học, cho nên nếu như mà lượng khách tăng cao khoảng tầm hơn 90-95% thì khách sạn vẫn đủ nguồn lực để phục vụ khách. Trong năm nay để kích cầu du lịch cùng với thành phố và ngành du lịch thì Ban Quản lý tổ chức các hoạt động khai trương mùa du lịch biển hè 2023 với nhiều hoạt động rất là thú vị và vui tươi, thì chúng tôi kỳ vọng một mùa hè năm 2023 biển Đà Nẵng sẽ đón được rất là nhiều khách, tăng hơn trong năm ngoái và từng bước tìm lại cái nhịp khách của trước đại dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn xuyên suốt trong năm 2023, như các hoạt động vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn âm nhạc Việt Nam và quốc tế, hồ hát bài tròi, lời cổ và lời mới, biểu diễn hòa tấu, độc tấu các nhạc cụ dân tộc, ảo thuật đường phố, nhảy hiện đại, múa dân gian và truyền thống. Các chương trình nghệ thuật, ngày hội, liên hoan, hội thi, triển lãm, chào mừng những ngày lễ Tết, qua đó tạo nên nhiều không gian du lịch phong phú và hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng.